Người già muốn yên thân phải nhớ, nghèo không trách cha, khổ không mắng vợ. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, trong cuộc sống mỗi chúng ta không thể nào tách rời với gia đình mình được. Cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái đều là những người thân quen và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta. Dù cho vật đổi sao rời, thế gian có đổi thay, nhưng những người thân máu mủ ruột già trong gia đình không thể tách rời chúng ta được. Bồi đắp một gia đình hạnh phúc và nuôi dưỡng tình thân tốt đẹp trong gia đình, đó chính là môn học mà ai ai trong chúng ta cũng cần học qua, quý vị ạ. Người xưa dạy rằng, về già muốn yên thân nhất định phải nhớ, nghèo không trách cha, khổ không mắng vợ. Vậy quý vị hiểu câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Vì sao người xưa lại dạy như thế? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, nghèo không trách cha. Quý vị chắc cũng đã từng nghe câu nói quen thuộc của người xưa, chó cũng không chê chủ nghèo. Quý vị ạ, trên đời này, làm gì có thứ nào được gọi là vạn năng? Cũng không có ai hoàn hảo. Cha mẹ là người có ân nghĩa lớn nhất với ta. Chính họ cho ta sinh bệnh, dốc toàn bộ tâm huyết, sức lực để bảo vệ yêu thương và nuôi nấng chúng ta nên người. Với gia đình giàu có còn khó khăn, với gia đình nghèo khó còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Cha mẹ, người đã mang lại cho chúng ta cuộc sống, họ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái của họ. Nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể mang đến cho con điều kiện sống giàu có sung túc. Vì thế cho nên khi cha mẹ nghèo khó, chúng ta không thể trách cứ họ, càng không thể coi thường họ. Quý vị biết không, để lo cho con một bữa cơm ngon, một manh áo ấm, họ đã vất vả cả một ngày, chẳng biết rơi bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt. Tình yêu thương của cha mẹ được chia sẻ bằng cách nhường lại cho bạn những gì tốt nhất họ có. Để bạn có được thứ này, đồng nghĩa họ đã phải hy sinh một phần quyền lợi của họ, thậm chí là tất cả quyền lợi họ có. Vì vậy, đừng vô tâm trách họ. Đáng ra bố mẹ nên giàu có hơn bố mẹ quá nghèo. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái của mình có một tương lai tươi sáng. Chỉ cần họ có năng lực thì họ sẽ làm hết sức để có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Vì vậy, nên phận làm con, quý vị hãy đối xử hiếu thuận và tử tế với cha mẹ. Họ đã vì quý vị mà hy sinh nửa cuộc đời này rồi, quý vị ạ. Thứ hai, hiếu thuận không so đo anh chị em. Tục ngữ có câu, bách thiện hiếu vi tiên. Trong cuộc sống này, hiếu thuận với cha mẹ là cái gốc để làm người, là điều mà ai ai cũng cần làm tròn. Hiếu thảo với cha mẹ cũng không phải là việc làm qua loa, bề mặt hay giả tạo, mà phải thực sự xuất phát từ nội tâm chân thành. Không thể chỉ vì thấy anh chị em trong nhà không hiếu thuận với cha mẹ, mà bản thân sinh ra tâm lý bất bình, từ đó cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi. Hiếu thuận với cha mẹ cần xuất phát từ thành ý. Nếu ngay cả việc hiếu thuận với bậc sinh thành cũng mang ra để so sánh với anh chị em trong nhà, thì kiểu hiếu thuận này cũng trở nên hoàn toàn vô nghĩa mà thôi, quý vị ạ. Phần làm con, chăm sóc cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, đó là những việc đương nhiên phải làm. Anh chị em trong nhà đối xử với cha mẹ như thế nào, đó cũng cần phải dựa vào điều kiện kinh tế cũng như thành ý của họ. Đừng lấy sự hiếu thuận ra để so sánh thiệt hơn. Hãy đối xử tử tế với cha mẹ nhất khi còn có thể. Đừng để lại điều gì hối tiếc. Thứ ba, khổ không mắng vợ. Người ta thường nói những chuyện không như ý trong cuộc sống chiếm đến 8-9 phần. Khác nhau ở chỗ là cách người ta đối diện với những chuyện không như ý này ra sao mà thôi, quý vị ạ. Người xưa có câu rằng, tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối. Trở thành vợ chồng là kết quả của duyên phận. Vì thế, giữa hai người cần hiểu và lượng thứ cho nhau. Bởi vậy, là vợ chồng hãy biết trân quý mối lương duyên tốt đẹp, hiếm có đó.
Người phụ nữ nguyện ý đồng cam cộng khổ với chúng ta trong quãng đường phía trước chính là người phụ nữ yêu thương quý vị hết lòng. Bởi vậy, khi khó khăn hay gặp thử thách, không được chút nỗi xấu hổ, thất vọng lên người phụ nữ, càng không được quả mắng họ. Khi đối mặt với khó khăn, phàn nàn chỉ sinh ra oán hận, tranh chấp và đau khổ. Kỳ thực, phàn nàn chỉ khiến cuộc sống thêm u ám. Chỉ có bao dung và sự lạc quan mới có thể mang lại sự tốt đẹp trong cuộc sống. Trong cuộc sống vợ chồng, những mâu thuẫn và hiểu lầm là điều khó có thể tránh khỏi. Điều này giống như gia vị nêm nếm, giúp cuộc sống thêm màu sắc. Vợ chồng từ đó cũng sẽ thấu hiểu nhau hơn. Giữa vợ chồng với nhau, nhiều khi lời nói qua lại vài câu là một điều khó có thể tránh khỏi, thậm chí là điều dễ hiểu trong cuộc sống hôn nhân. Ai có thể đảm bảo cuộc sống này sẽ mãi suôn sẻ êm ấm, mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc? Sẽ có những khó khăn hay biến cố xảy ra, đó là thử thách giúp vợ chồng thêm yêu thương và thấu hiểu nhau hơn. Những lời nói khó nghe, lúc giận dỗi có thể chấp nhận được, thế nhưng việc gì cũng phải có giới hạn của nó. Khi chung sống với nửa kia của đời mình thì cần phải biết cách nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Quý vị cũng nhớ là chúng ta không được vì chút khó khăn mà về nhà trách cứ vợ. Trách nhiệm lớn nhất của một người chồng đó chính là gánh vác và lo toan những việc đại sự trong gia đình, chứ không phải là khổ một chút, khó khăn một chút đã trách móc vợ của mình. Và thứ tư, tức giận không quát con. Theo ngẫm sửa đời quan sát thì có rất nhiều bậc phụ huynh hễ cứ tức giận bèn trút cơn giận của mình lên con cái. Nếu cha mẹ liên tục tuôn những cảm xúc tiêu cực lên con trẻ, chúng sẽ khó có thể gần gũi và nguyện ý chia sẻ với cha mẹ mọi điều. Cha mẹ thường xuyên giận cá chém thớt, thường xuyên tùy tiện tức giận với con trẻ, đó chính là sự thể hiện kém cỏi và bất lực nhất. Các thành viên trong gia đình không thể khống chế được cảm xúc của mình, vậy thì sẽ dần mất đi hòa khí trong nhà, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tính cách cũng như cuộc đời của trẻ. Trong suy nghĩ của nhiều cha mẹ, đứa trẻ do chính họ sinh ra, họ đang phải lao động vất vả để nuôi chúng, cho nên họ giữ dằn một chút cũng là lẽ đương nhiên. Trên thực tế, đối với trẻ em, không khí trong gia đình có tác động lớn đến tâm lý của chúng. Từng có câu nói, người hạnh phúc dùng tuổi thơ để hàn gắn cuộc đời, còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để khâu vá vết thương tuổi ấu thơ. Áp lực của quý vị không thể mang ra để con cái phải chịu đựng. Chẳng phải quý vị cũng mệt mỏi với áp lực, sự chỉ trích và những khó khăn ngoài cuộc sống rồi hay sao? Hãy dùng tình thương và sự kiên nhẫn để giáo dục chúng. Sự nhẫn nại, bao dung của bạn có thể gây dựng cho con suy nghĩ tích cực và niềm tin về một thế giới tươi đẹp. Vậy nên, quý vị ơi, đừng tùy tiện trút giận lên con của quý vị, khiến con chúng ta trở nên sợ hãi và bất an. Hãy biến những cơn giận thành tình yêu thương và sự lý trí để con cái có thể cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp của gia đình. Quý vị ạ, kỳ thực tính cách của một người có thể được nhìn thấy từ thái độ của người đó đối với người thân của mình. Người có đức tính tốt, biết tu dưỡng bản thân thì không trách cha nghèo, không so sánh chữ hiếu với anh chị em, không oán trách bạn đời và không trút giận lên con cái. Người nào làm được 4 điểm này thì gia đình êm ấm, cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Quý vị phải nhớ một điều rằng, nếu như mỗi người kiềm chế tốt cơn nóng giận của mình, bồi dưỡng một tâm thái tốt, thì gia đình vạn sự hưng, may mắn trong nhà cũng tùy theo đó mà đến. Những người thân trong gia đình, họ đều là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta, là mối lương duyên chúng ta từng kết từ bao nhiêu kiếp trước. Gia đình là nơi chan hòa và ấm áp, là nguồn động lực để chúng ta cố gắng từng ngày. Vậy nên, quý vị nếu biết cách yêu thương và quan tâm các thành viên trong gia đình, thì quý vị chắc chắn là một người mạnh mẽ và thành công, khiến người thân trong gia đình cảm thấy hạnh phúc. Quý vị chính là một người may mắn và có những mối lương duyên tốt đẹp trong đời. Quý vị thân mến, trong Chu Tử Gia Huấn, tác phẩm gia huấn kinh điển giáo dục con, quản lý gia đình, phương pháp đối nhân xử thế của Nho Gia có câu:
gia đình hòa thuận là gia đình có phúc, dù không giàu sang nhưng vẫn hạnh phúc. Một gia đình có phúc dồi dào hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hòa thuận của anh em, con cháu trong gia đình. Gia đình càng hưng thịnh, con cháu càng hưởng phúc, gia đình càng an ninh làm ra, đời đời viên mãn. Một gia đình có truyền thống tốt đẹp, thế hệ trước biết sống lương thiện, tích lũy phúc lành cho thế hệ sau, thì gia đình đó chắc chắn sẽ rất thịnh vượng và sung túc. Thế nên, hành vi của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình đó. Mỗi một việc làm tốt của từng cá nhân thường sẽ để lại phúc cho đời sau, và ngược lại, những việc làm không tốt ở hiện tại không chỉ tác động đến cuộc sống hôm nay mà còn ảnh hưởng đến những thế hệ tiếp theo. Luật nhân quả vốn tồn tại và tác động trên mọi mặt. Thế nên, để có được phước lành không chỉ là câu chuyện của hiện tại, đó còn là sự tích lũy việc thiện của thế hệ trước. Vậy nên, một gia đình hạnh phúc ngoài những điều kiện vật chất cơ bản còn nằm ở truyền thống gia đình, phẩm chất gia đình, và gia đình đó có ba người này hay không. Vậy đó là ba người nào? Hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục chiêm nghiệm ở phần sau của video nhé. Người thứ nhất, bậc cao niên đáng kính. Muốn biết một gia đình có phúc báo hay không, điều đầu tiên phải nhìn vào các thế hệ đi trước, những bậc ông bà cao tuổi đáng kính trong gia đình, dòng họ, quý vị ạ. Quý vị có biết lý do vì sao không? Bởi vì họ là những người thuộc thế hệ đi trước, là nhân chứng của dòng tộc hạnh phúc và là gốc rễ của sự thịnh vượng trong gia đình. Người xưa có câu, trong nhà có người già như có được kho báu. Những người lớn tuổi đã trải qua ba thăng trầm của cuộc đời, đúc kết được nhiều kinh nghiệm xã hội thực tiễn, có thể nắm bắt được những việc lớn một cách chính xác. Vì vậy, nếu trong gia đình có những bậc trưởng bối đầy kinh nghiệm như có người chống lưng, khi gặp khó khăn, chúng ta có thể xin lời khuyên và kinh nghiệm. Hơn nữa, ông bà chính là người quyết định sự ảnh hưởng tốt hay xấu đến thế hệ con cháu ngày nay và cũng là nhân tố tác động đến gia phong, văn hóa của gia đình. Ông bà, cha mẹ, tổ tông sẽ là người tạo ra phúc truyền lại cho con cháu, sau đó mới gọi là hưởng phúc. Nếu các bậc ông bà có nền nếp gia phong, có tam quan đúng đắn, thì đời sau sẽ được giáo huấn, dạy dỗ nên người. Các bậc cao niên trong nhà có kinh nghiệm và góc nhìn sâu sắc về cuộc sống mới có thể giáo dục cho con cái nhân sinh quan đúng đắn, để thế hệ sau được thừa hưởng và tích lũy phúc phận cho chính bản thân và cho gia đình mình. Có người nói rằng, người già là phúc phần của con cháu, điều này quả không sai. Vì vậy trong nhà có các bậc cao niên sâu sắc, cùng con cái chung sống hòa thuận, gia phong được thiết lập nền nếp mới có thể gắn kết chặt chẽ cả một gia tộc. Họ được xem là trụ cột, là phong thủy của cả gia đình. Trụ cột vững vàng thì gia đình mới có thể thịnh vượng. Tuy nhiên, những người già cũng có người tốt, người xấu, và những người tài đức mới thật sự là quý nhân mà mỗi gia đình đều hy vọng có được. Người lớn tuổi có đức hạnh chính là phúc đức cho thế hệ mai sau. Như trong kinh dịch có đề cập, nhà tích thiện ắt có phúc, nhà tích ác ắt có ương. Vì vậy, một trong những chìa khóa quan trọng cho gia đình thịnh vượng đó là nhà có trưởng bối tài đức. Người thứ hai, người phụ nữ hiểu biết đức hạnh. Một gia đình hạnh phúc không thể thiếu một người phụ nữ hiểu biết đảm đang, trung hậu. Người phụ nữ có sức ảnh hưởng rất lớn đến việc cân bằng hạnh phúc trong gia đình. Nếu nhà nào có người vợ, người mẹ khéo léo, có đức hạnh tốt, thì gia đình luôn ấm êm, hòa thuận. Người phụ nữ có sức ảnh hưởng đến sự vận động cân bằng trong nhà. Gia đình nào có được người mẹ, người vợ, người con dâu hiếu thảo và biết nhìn xa trông rộng, thì đó chính là phúc khí rất lớn. Ngược lại, nếu không có người phụ nữ hiểu biết trung hậu đảm đang trong gia đình, thì gia đình đó khó mà hưng thịnh, dễ xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Những người phụ nữ ham ăn, lười làm thì dù có đẹp đến mấy cũng không nên cưới về. Trong nhà có người già như có kho báu. Trong nhà có người vợ tốt chính là vận mệnh trời cho đàn ông và con cái. Do đó, gia đình muốn thịnh vượng nhất định phải có một người phụ nữ hiểu biết, trung hậu, đức hạnh. Người thứ ba,
người đàn ông có chí tiến thủ. Quý vị ơi, nếu trong nhà đã có trưởng bối tài đức, người vợ đức hạnh rồi, thì cũng không thể thiếu một người đàn ông có chí tiến thủ. Là trụ cột trong gia đình, người đàn ông phải gánh trách nhiệm nặng nề nhất. Vì thế, người đàn ông có chí tiến thủ hay không quyết định trực tiếp đến tương lai của gia đình. Từ xưa đến nay, đàn ông sinh ra để gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất của gia đình, chịu đựng những điều mà người chưa có gia đình không thể hiểu được. Trách nhiệm và sứ mệnh của một người đàn ông đã có gia đình là để gia đình được hưởng cuộc sống tốt đẹp. Gia đình hạnh phúc cũng chính là một trong những điều tự hào nhất của một người đàn ông. Điều đáng chú ý là một người đàn ông không nên chiến đấu một mình một cách mù quáng, mà phải đối xử tốt với vợ con, cha mẹ, đảm bảo gia đình hòa thuận, vợ chồng chung lòng để mối quan hệ giữa mọi người ngày càng bền chặt. Có thế, gia đình mới thịnh vượng, hạnh phúc được quý vị ạ. Một trong những chìa khóa quan trọng của gia đình thịnh vượng chính là người đàn ông có chí tiến thủ. Trong xã hội hiện đại, chuyện nam đối ngoại, nữ đối nội không còn là điều tuyệt đối. Giữa vợ và chồng, một người lo chuyện gia đình, một người phụ trách tài chính, không quan trọng là ai. Mọi thứ đều dựa trên cơ sở gia đình hòa thuận, bình an, hạnh phúc. Và cuối cùng, người bạn bên ngoài chân thành và đáng tin cậy. Người xưa có câu, bạn sẽ trở thành người giống với những người bạn ở cùng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc kết giao bên ngoài xã hội. Bởi nếu một thành viên trong gia đình có một tri kỷ tốt, cuộc đời của họ sẽ lên như diều gặp gió. Và tất nhiên, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình của cá nhân đó. Quý vị nhớ lời dặn của tổ tiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vòng tròn bạn bè có ảnh hưởng rất lớn đến vòng tròn trong gia đình. Sự thịnh suy của một gia đình không chỉ do mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đó, mà còn phụ thuộc vào những mối quan hệ của các thành viên kết giao bên ngoài xã hội. Có người vì chọn không đúng bạn mà cuộc đời tụt dốc không phanh. Cuối cùng, người bị liên lụy lại chính là người thân trong gia đình. Có người vì nghe theo lời người ngoài mà cho phép mình phá vỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình. Cuối cùng tan cửa nát nhà. Người chịu tổn thất lại chính là người thân của mình. Có người vì bất đồng quan điểm với người nhà mà quá tin tưởng vào người ngoài. Cuối cùng cả gia đình lại lầm đường lạc lối. Vì vậy, chọn bạn mà chơi là một điều rất quan trọng mà mỗi thành viên cần phải hết sức cẩn trọng, quý vị nhé. Nếu nói vật chất là điều kiện cơ bản để gia đình tồn tại, thì phúc báo chính là yếu tố quyết định sự thịnh vượng của gia đình đó. Chỉ khi có phúc báo, sự thịnh vượng này mới dài lâu, mới tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy nên, vì sự trường tồn và thịnh vượng của con cháu đời sau, những thành viên ở hiện tại phải biết sống lương thiện, biết tích lũy phúc đức. Phúc đức của một gia đình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một trong số đó phụ thuộc vào việc có bốn người này trong gia đình hay không, bởi vai trò của họ rất quan trọng. Không phải con cháu, đây mới là năm đường lui phải chuẩn bị trước khi tuổi xế chiều. Xin kính chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người Việt Nam mình vẫn luôn có quan niệm là trẻ cậy cha, già cậy con. Con cái khi còn nhỏ thì được cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng. Mọi điều tốt nhất cha mẹ đều dành cho con. Và đặc biệt là cha mẹ mong con khi lớn lên sẽ thành một đứa con ngoan ngoãn và có hiếu. Cũng chính vì điều đấy cho nên đến khi cha mẹ già đi thì trông đợi vào con rất nhiều, đúng không quý vị? Thế nhưng quý vị ơi, cuộc sống hiện đại có nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả những quan niệm sống cũng có sự thay đổi. Con cái rồi cũng có cuộc sống của chúng, không thể nào cứ áp đặt những tư tưởng đã cũ vào con mình được. Thay vì chờ đợi con cái báo hiếu, thì có lẽ tốt nhất vẫn là quý vị tự chuẩn bị đường lui cho chính mình. Và sau đây là năm đường lui như thế, nhất định quý vị phải chuẩn bị từ sớm, thì cuộc sống về già mới bình an, hạnh phúc. Vậy đó là năm điều gì? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời, lắng nghe trong video ngày hôm nay nhé.
Điều thứ nhất, có một thân thể khỏe mạnh. Quý vị ơi, những năm gần đây, đối mặt với dịch bệnh, có lẽ chúng ta đều hiểu ra được rằng thứ thực sự giúp chúng ta chống lại bệnh tật chính là sức khỏe của bản thân, đúng không nào? Nếu quan sát, quý vị sẽ thấy người có thể chất tốt sau khi nhiễm virus không có phản ứng rõ ràng, vài ngày sau sẽ trở lại bình thường. Còn những người có thể chất kém, không nhẹ nhàng như vậy, không chỉ bị dày vò về thể xác mà còn cả về tinh thần nữa. Và có lẽ vào những lúc như vậy, chúng ta mới nhận thức ra được rằng việc tập thể dục và duy trì sức khỏe quan trọng như thế nào. Nếu quý vị muốn có một cơ thể khỏe mạnh và một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, quý vị nhất định cần hình thành cho mình những thói quen sinh hoạt lành mạnh hàng ngày. Ông Liang Shuming, một chuyên gia về quốc học của Trung Quốc, khi được hỏi về kinh nghiệm của mình trong việc giữ gìn sức khỏe, đã nói: "Tôi phải chơi thể thao, phải đọc và viết mỗi ngày." Ngoài việc đọc và viết, bí quyết duy trì sức khỏe tốt của ông Liang là phát triển một lối sống lành mạnh. Mỗi sáng lúc 5 giờ, ông không vội vàng thức dậy mà thực hiện một số động tác đơn giản trên giường để đánh thức các chức năng, bộ phận của cơ thể. Khi không viết, ông sẽ đi dạo trong công viên, đánh quyền hoặc chạy bộ dọc theo hồ, ăn uống điều độ, gặp món ngon sẽ không ăn quá vồn vã, nhất quyết không ăn quá nhiều, tuyệt đối không tham. Những thói quen đó đã mang lại cho ông một cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Ở tuổi 90, ông vẫn diễn thuyết trên sân khấu với chất giọng rền như chuông, khiến lớp trẻ phía dưới phải thán phục. Quý vị thấy đấy, việc chúng ta duy trì một cơ thể khỏe mạnh, cải thiện thể chất và xây dựng bức tường miễn dịch không được hình thành bởi những hứng tập nhất thời. Nó là một thói quen lâu dài. Tập thể dục thường xuyên, không thức khuya, chú ý điều độ, tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe. Có như vậy thì vào những thời điểm quan trọng, quý vị mới có thể có một thể chất tốt để đối phó với sự xâm nhập của bệnh tật. Có một câu nói rằng, không ai mất tất cả vì giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh, nhưng có người khuynh gia bại sản vì không có một cơ thể khỏe mạnh. Thế nên, quý vị nhất định đừng đợi đến khi cơ thể gặp vấn đề rồi mới nhớ ra là phải đối xử tốt với nó. Là một người có trách nhiệm với cơ thể của chính mình, chăm sóc tốt cho cơ thể là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Quý vị dù có làm việc chăm chỉ đến mức nào, bận rộn ra sao, thì hãy luôn tâm niệm một điều rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất. Bất kể có tiền hay không, khi có một thân thể khỏe mạnh thì đã có những năm tuổi già hạnh phúc. Có một thân thể mạnh khỏe sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu. Có một thân thể khỏe mạnh sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Có một thân thể khỏe mạnh thì bản thân mới có niềm vui. Thế nên lúc nào cũng cần phải có thân thể khỏe mạnh chính là con đường lui tốt đẹp nhất của đời người. Khi quý vị càng có tuổi thì cần chú ý, cái gì cũng là của người khác, chỉ có thân thể mới chính là của mình. Điều thứ hai, bên mình có người dìu bước. Quý vị ạ, người ta thường nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Thế nên ai cũng mong được đi cùng nửa kia đến cuối cuộc đời. Ông bà sống thọ là điều tuyệt vời nhất. Sẽ có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, và cũng chính là nhờ sự lướt qua này mà cuộc sống mới trở nên muôn màu hơn. Tuy nhiên đến cuối cùng, người đi cùng chúng ta lâu nhất và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất chính là người bạn đời của mình. Ông Dương, một người hàng xóm của ngấm sự đời, có cuộc sống cuối đời rất cô đơn hiu quạnh. Lúc cũng gần đất xa trời, người thân bạn bè có tiền đưa ông vào viện dưỡng lão. Cuối cùng, ông nằm trên giường bệnh, ôm nỗi ân hận trước khi ra đi. Còn vợ ông thì sống quây quần, vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu. Kỳ thực, sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy là vì thời trẻ, ông Dương làm ăn phát đạt. Sau khi kiếm được nhiều tiền rồi thì ông đắc ý. Dù đã có vợ có con rồi nhưng lại tìm kiếm thú vui khắp nơi, thay người tình như thay áo. Ông bỏ vợ và cũng chẳng đoái hoài gì đến việc chăm nom, dạy dỗ con cái. Có câu rằng, người ta có thể giàu sang trong 10 năm,
Nhưng một người không biết trân quý hôn nhân và cuộc sống của bản thân thì khó có thể giàu sang mãi được, và chắc chắn sẽ chẳng có được hạnh phúc trọn vẹn khi về già. Quả đúng như vậy, quý vị nhỉ? Giống như ông Dương vậy, khi công việc làm ăn không còn thuận lợi, ông Dương đi từ thất bại này đến thất bại khác. Cuối đời, ông phải sống trong nỗi cô đơn cùng cực, ốm đau không có người chăm sóc, con cái qua lại cũng chỉ là nghĩa vụ trách nhiệm là hết. Thế nên quý vị ơi, người thông minh khi bước qua 50 nhất định phải quan tâm đến những người bạn đời bên cạnh mình hơn, nắm tay người ấy cùng nhau trải qua tuổi già, bởi con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con cái dù có quan tâm hiếu thảo với quý vị như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể hàng ngày hàng giờ bên quý vị được. Chúng rồi sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng, có những lo toan riêng. Hơn nữa, khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về lối sống, về quan điểm khiến quý vị không thể tâm sự, sẻ chia với con nhiều điều. Chỉ có người bạn đời bên cạnh quý vị, người đã cùng quý vị đi qua những năm tháng tuổi trẻ, đi qua những buồn vui, cay đắng trong đời, ấy mới là người sẽ gần gũi với quý vị nhất ở tuổi xế chiều. Vợ chồng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, cùng nhau già đi. Khung cảnh như vậy thì còn gì là hạnh phúc bằng, đúng không quý vị? Cho nên, ở cái tuổi này rồi, đừng nên mê mải chăm sóc con cháu mà quên đi một nửa của mình. Chỉ có vợ chồng mới là những người luôn luôn đồng hành cùng ta trong cuộc sống hàng ngày. Có tuổi rồi thì có bạn đời bầu bạn mới chính là phúc. Người xưa thường nói, con cháu đầy nhà cười ha hả chẳng bằng một người bạn già bên thân. Hay như câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đây không phải là thứ tình cảm oanh liệt, chỉ là cùng trò chuyện bình thản, nhẹ nhàng. Đó mới khiến trái tim xúc động nhất quý vị ạ. Điều thứ ba, cuộc sống cần có quy luật. Nhắc đến quy luật, có lẽ quý vị sẽ cảm thấy có phần gò bó, mệt mỏi và khó chịu, đúng không ạ? Nhưng đôi khi, việc sống mà không có những nguyên tắc, những quy luật, kỷ luật của riêng mình thì bản thân rất dễ mắc sai lầm. Mà nhất là tuổi già mà còn mắc sai lầm thì thật đáng buồn, phải không quý vị? Con người có tuổi thì nhất định phải sống có quy luật. Nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, ngủ nghê cũng cần có thời gian của chính mình. Bởi vì các linh kiện trên thân mình đều đã lão hóa, chẳng thể chịu đựng nổi sức tàn phá của quy luật đâu quý vị ạ. Ăn uống không được chè chán, kết giao bạn bè là rất quan trọng. Người có tuổi cũng nên có nhóm của mình, chớ khép kín mình. Nhưng kết giao nhất định phải cẩn thận quý vị nhé, bởi lòng người là thứ mà chúng ta rất khó đoán. Quý vị nhớ rằng, chớ kết giao với người có lòng dạ hẹp hòi, nên tìm người tuổi tác tương đồng, cơ ngộ tương tự, có cùng niềm vui, sở thích để cùng chia sẻ, có thể giúp nhau giải buồn phiền. Như vậy, niềm vui cũng đủ rồi quý vị ạ. Điều thứ tư, dành đủ tiền chi tiêu cho mình. Ngẫm sự đời có quen Lâm, làm việc cho một công ty thời trang với một mức lương khá. Vì vậy, anh tự nhiên cũng hình thành thói quen tiêu tiền tùy tiện. Khi đi ăn với đồng nghiệp, Lâm thường đứng ra thanh toán. Ăn mặc cũng luôn phải là thứ tốt nhất. Mặc dù chi tiêu hàng ngày tương đối cao, nhưng tiền lương hàng tháng vẫn có thể trang trải các chi phí. Cuộc sống của Lâm cũng gọi là thoải mái. Sau này, do làm ăn sa sút, công ty tuyên bố phá sản, Lâm ngay lập tức chuyển từ nhóm có thu nhập cao sang nhóm không có thu nhập. Trong giai đoạn quan trọng này, khi mẹ anh bị ốm và phải nhập viện để phẫu thuật, anh thậm chí không có đủ tiền để trả 70 triệu chi phí phẫu thuật. Chỉ đến lúc đó, Lâm mới nhận ra thói quen chi tiêu thường ngày của mình tai hại đến mức nào. Sau cùng, Lâm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra ngoài làm một số công việc lặt vặt và bán một số món đồ hiệu của mình để bù đắp chi phí y tế và sinh hoạt cho mẹ trong thời gian đó. Sau khi trải qua sự cố này, Lâm đã rút ra được kinh nghiệm và suy ngẫm về vấn đề tiêu dùng của bản thân. Anh quyết định loại bỏ những ham muốn không cần thiết và tiết kiệm tiền một cách triệt để. Còn trẻ mà đã chi tiêu như thế,
đến khi về già, quả thực rất đáng ngại đấy quý vị ạ. Bước vào tuổi trung niên, con người ta sẽ không còn có thể tiêu tiền vô tư như thời còn trẻ. Chúng ta có những trách nhiệm trên vai và cần lên kế hoạch trước cho những rủi ro chưa biết của cuộc sống. Mà lúc này nguồn thu cũng trở nên eo hẹp nữa. Nếu quý vị tiêu tiền một cách lãng phí bừa bãi, thì đến khi gặp tình huống khẩn cấp sẽ rất khó khăn. Thế nên ngẫm sự đời khuyên chân thành rằng quý vị hãy học cách chi tiêu một cách có kế hoạch, không chi tiêu nếu không cần thiết. Học cách quản lý ngân sách cẩn thận. Hãy để tài chính của quý vị đi vào một chu kỳ tích cực để quý vị có thể yên tâm đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, một việc cũng vô cùng quan trọng, đó là chớ tùy tiện đem hết tiền đi cho con cháu. Có tiền là rất quan trọng, nếu xảy ra bất trắc gì thì đã có đủ tiền xử lý. Khi có việc cần dùng đến tiền, tự mình lấy ra, không phải ngửa tay xin con cháu. Có tiền ra ngoài, đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuyến, mua bộ quần áo đẹp. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy cuộc đời này hạnh phúc, quý vị nhé. Và điều cuối cùng, một trái tim vui vẻ. Nhật là bà mẹ hai con, cô đã kết hôn được 4 năm và có hai nhóc tì đáng yêu. Sau khi sinh bé thứ hai, cô bị trầm cảm nặng, chẳng muốn làm gì hay quên việc phải làm, mất ngủ trầm trọng hay khóc. Chồng cô không biết phải làm sao nên đã đưa cô đi điều trị tâm lý. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cô đã nói ra những suy nghĩ thầm kín bấy lâu nay của mình. Thì ra, trước khi sinh bé thứ hai, cô có một cửa hàng nhỏ của riêng mình. Do lượng khách giảm đột ngột nên cô buộc phải đóng cửa hàng để tiết kiệm chi phí. Sau khi con trai chào đời, mẹ chồng rất vui mừng và đến giúp chăm sóc cháu trai. Nhưng đó cũng là lúc cơn ác mộng của Nhật bắt đầu. Mẹ chồng là một người rất thích kiểm soát, luôn nói cô không thể chăm sóc con cái, không biết chăm sóc cháu trai. Nhật cũng không đồng ý với quan điểm nuôi dạy con cái của mẹ chồng, cho rằng đó là phương pháp nuôi dạy con lỗi thời. Cô không muốn cãi lại mẹ chồng nên tường tủi thân. Cô cứ như vậy chịu đựng trong 2 năm cho đến khi cơ thể bắt đầu có vấn đề. Đâu đó ngẫm sự đời đã đọc được rằng chữa những bệnh trên thân thì dễ, chứ chữa bệnh trong tâm mới là khó quý vị ạ. Mỗi cơn đau nhẹ trên cơ thể chúng ta thực ra chính là một tín hiệu cầu cứu từ những cảm xúc bên trong. Mỗi khi một cảm xúc tiêu cực xuất hiện, nó sẽ để lại dấu vết trên cơ thể của quý vị. Vậy nên, nếu như quý vị muốn giữ cho cơ thể khỏe mạnh, trước tiên quý vị cần phải quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của mình, giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan và thiết lập cơ chế bảo vệ cảm xúc là điều quan trọng nhất mà chúng ta nên duy trì cho cơ thể của mình. Nhất là sau tuổi 50, con cháu đều bận rộn. Quý vị chắc chắn không muốn làm phiền chúng, đúng không? Nhưng đừng vì thế mà sinh ra nghĩ nhiều rồi ủ rột làm gì. Quý vị phải sống cuộc đời vui vẻ của chính mình. Quý vị nghỉ hưu rồi, nhất định phải tìm niềm vui của riêng mình. Tuổi tác này là quý báu nhất, do đó cần hưởng thụ cuộc sống. Còn những nơi nào chưa đi, cái gì chưa xem thì hãy cố gắng thực hiện. Nhất định phải trân quý quãng thời gian cuối cùng. Hãy chuẩn bị cho mình 6 đường lui này để cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc quý vị nhé. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.